lâu nên hay bị lớp bộ nhớ gầy và nhanh nóng máy. Chơi game không còn mượt nữa, sẽ tải ngay app này và vào mục dọn rác nhất sạch các thiết tin rác làm đầy bộ nhớ. Sau đó vào tăng tốc RAM nhằm đóng các ứng dụng làm tiêu hao bộ nhớ giúp máy không còn sạch nát. Chờ kịp xem đây, nhanh mượt hơn.